Thưa quý vị và các bạn, Hà Nội được biết đến với nhiều ngõ nhỏ, phố nhỏ. Những khu vực này hầu hết có diện tích nhỏ và tập trung đông dân cư và được xây dựng từ lâu đời. Và điều này khiến cho nguy cơ cháy nổ luôn thường trực và thực tế là nhiều vụ cháy tại đây đã xảy ra gây thiệt hại lớn cho người dân. Và một phần là do hệ thống điện chằng chịt xuống cấp, một phần là do xe chữa cháy không thể tiến sâu vào bên trong hiện trường. Và để giảm thiểu nguy cơ cháy nổ thì nhiều địa bàn đã triển khai mô hình phương tiện chữa cháy công cộng và đạt được nhiều kết quả tích cực. Ghi nhận của phóng viên VTC14 tại phường Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm. Phố Hàng Thiếc, phường Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Không khó để bắt gặp những con ngõ nhỏ như thế này. Đoạn hẹp nhất của ngõ chỉ hơn nửa mét, vừa một người lớn có thể đi qua. Tuy nhiên, đây là đường đi chung của 10 hộ gia đình. Nhiều vụ chập cháy đã xảy ra trong khu vực này, khiến người dân vô cùng lo lắng. Trước thực trạng trên, Ủy ban Nhân dân phường Hàng Gai đã triển khai mô hình phương tiện chữa cháy công cộng. Mỗi ngõ nhỏ sẽ được trang bị từ 3 đến 4 bình cứu hỏa để người dân có thể sử dụng ngay từ thời điểm đám cháy mới phát sinh. Tổ dân phố và cũng như các đồng chí công an đã quan tâm đưa đến là 3 bình nhỏ và 1 bình to. Thế cho nên là trong số nhà này, tất cả người dân chúng tôi cũng rất là yên tâm vì đã có bình bọt chữa cháy là để cho dân khi mà xảy ra sự cố là đã có để mà sử dụng. Thực tế những ngõ nhỏ hầu như đều khó có thể đáp ứng đủ tiêu chuẩn an toàn nếu xảy ra cháy nổ và sẽ rất khó khăn trong công tác cứu hộ cứu nạn. Việc trang bị thêm các bình chữa cháy tại khu vực ngõ nhỏ, phố nhỏ nhận được sự đồng tình và ủng hộ từ đông đảo người dân. Tôi thấy rằng là cái mô hình mà trang bị các cái phòng cháy chữa cháy công cộng này rất là hợp lý, mà tôi thấy là cần phải triển khai nó rộng ra, tại vì này nếu mà khi mà không may nó sự cố nó xảy ra thì tất cả những người dân đều xử lý, đều có thể là có lấy quyền lấy cái bình chữa cháy này để xử lý cho nó an toàn, để trong khi chờ các cái lực lượng chức năng đến để xử lý. Tất cả các số nhà trong khu phố là đều có bình phòng cháy chữa cháy, mà nhất là những các cái nhà đông hộ thì 100% được trang bị cái bình phòng cháy chữa cháy. Là nó từ hai nguồn, một phần là do phường cấp, một phần nữa là do nhân dân tự mua, tự trang bị. Nhiều hộ gia đình trên địa bàn phường Hàng Gai cũng chủ động trang bị thêm bình chữa cháy, mặt nạ phòng độc, hệ thống báo cháy, thậm chí là cả hệ thống phun nước tự động ở kho hàng để có thể sẵn sàng xử lý khi có sự cố cháy nổ phát sinh. Đường xá của phố cổ nó chật hẹp, đâm ra là chúng tôi cũng quan tâm đến những cái thiết bị như thế, là như thí dụ trên tầng thì tôi phải có những cái chuồng cọp để mở cửa ra để thoát hiểm ra ngoài, là các ban công là đều phải mở cửa sổ, và ở dưới này thì là đều có những cái trang thiết bị để coi như là khi cần thiết như bình bọt, mặt nạ phòng độc. Hàng hóa thì gọn gàng, không để bừa bãi để đến lúc mình có đường để thoát. Theo thống kê, trên địa bàn quận Hoàn Kiếm có gần 1.000 con ngõ nhỏ. Đối với những khu vực chật hẹp như thế này, vấn đề đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy luôn được đặt ra, nhất là khi dịch COVID-19 vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp. Trên địa bàn phường Hàng Gai hiện nay là 100% các hộ mà có bình, có cái chuồng cọp thì đã dỡ bỏ chuồng cọp hoặc mở lối thoát hiểm thứ hai, thứ ba. Còn đối với các hộ dân trang bị bình chữa cháy thì đến nay thì trên địa bàn phường đã vận động được trên 70% các hộ dân đã tự trang bị bình chữa cháy trong gia đình nhà mình. Và hàng năm thì phường có tập huấn về công tác phòng cháy chữa cháy đến các lực lượng, như là thứ nhất là đến các cái cán bộ cơ sở, các lực lượng dân phòng, dân phố, đến các cán bộ công chức của phường và thậm chí là đến từng người dân, đặc biệt là những cái hộ dân mà có cái nhà ở vừa sản xuất vừa kinh doanh. Những con ngõ này không chỉ là nhà mà còn là nơi mưu sinh của nhiều thế hệ gia đình ở đây. Do đó, những mô hình phương tiện chữa cháy công cộng cần phải được nhân rộng để người dân chủ động hơn trong công tác phòng cháy chữa cháy tại khu dân cư.